Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC thành phố có công văn gửi Trung tâm Y tế quận huyện về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực được cách ly y tế. Theo đó, Trung tâm Y tế phối hợp Phòng y tế tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận huyện thiết lập các khu vực phong tỏa đủ rộng, đảm bảo độ bao phủ, không để sót các trường hợp nguy cơ. Bên cạnh đó, xây dựng bản đồ dịch tễ các khu vực đang phong tỏa và địa điểm có các ca bệnh để thuận lợi cho việc phân tích, đánh giá tình hình dịch bệnh. Trong trường hợp đã hết thời gian phong tỏa, mà vẫn ghi nhận ca mắc chưa được cách ly, tùy theo kết quả điều tra dịch tễ, quyết định thêm thời gian phong tỏa hoặc xác định lại khu vực cần được tiếp tục phong tỏa. Song song đó, bố trí lực lượng canh gác thường xuyên tại các chốt kiểm soát, tuyệt đối không cho người và phương tiện ra vào bên trong khu vực đang được phong tỏa.